đây ra nhảy ra cha được. Đang rùa neo chiều nay mà đã nhớ neo ngày mai. Yêu neo tôi rất yêu neo, tiền thím thích hơn tiền lương. Mai đây tôi sẽ lên hương, mở thêm bao tiệm neo mới. Yêu neo tôi rất yêu neo, còn sẽ rùa neo dài dài. Sẽ hơn bao nghề khác, hơn kỹ sư dược sĩ. Sẽ hơn bao nghề khác, neo thật dễ kiếm. Sẽ hơn bao nghề khác, tôi yêu neo. Sẽ hơn bao nghề khác, hơn hết những nghề ta có trên đời này. Chiều nay mà đã nhớ neo ngày mai. Yêu neo tôi rất yêu neo, tiền tip thích hơn tiền lương. Mai đây tôi sẽ lên hương, mở thêm bao tiệm neo mới. Yêu neo tôi rất yêu neo, còn sẽ rúa neo dài dài. Thank you dancers. Thì mới đạt được ý nguyện thưa quý vị. Chúng ta đạt được chưa ha? Bây giờ con mời cha Thành và mời anh Trực cùng lên để tuyên bố kết quả ngày hôm nay để cho chúng con có được về hay là phải tiếp tục ở lại thưa cha. Mời anh Tiên lên luôn Tiên. Anh Trực. Thì trước khi kết thúc chương trình tối nay, trước hết là xin cảm ơn đến sự ủng hộ quý mến và đồng hành với giáo xứ trong ngày chúng ta làm nghi thức khởi công ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn MC Nam Lộc, chú rất là quảng đại và cũng yêu mến giáo xứ, cho nên đã hai lần đến đây mà lúc nào chú cũng đem đến một cái nhiệt huyết, cái lửa và cái niềm vui cho giáo xứ. Giáo xứ sẽ hân hạnh sẽ gặp chú lại một lần nữa. Chú nói là năm này chụp hình nhiều mà năm sau còn chụp hình nhiều hơn nữa. Cảm ơn đến tất cả quý hội đồng tài chính ngày hôm nay làm việc cực lực, hội đồng mục vụ và tất cả quý anh chị em bà phục vụ trong cái ban phục vụ ngày hôm nay, từ dựng lều cho tới trang trí cho tới thức ăn rồi đón tiếp, và cái ban văn nghệ ngày hôm nay, ban nhạc của anh Hải và tất cả mọi người chúng ta. Đến chị Hường, nãy giờ thấy chị khiêm tốn, chị Hường là Stay Manager, chỉ lo các tiết mục cho tốt đẹp. Và cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em là quảng đại, các anh chị Lâm Phong, anh Quang Adam, anh Kỳ, anh Hưng, và vừa rồi có chị Thoa Màu Thành Tích. Chúng ta tạ ơn Chúa rất là tốt đẹp.
Xin một lời cảm ơn tất cả mọi người, và chúng ta cùng xin Chúa chúc lành chúng ta một đêm ngủ bình an. Bây giờ hát bài Tôi Muốn. Để anh Tiên nói vài lời tiên. Chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay và xin Chúa chúc lành chúng ta. Chúa ông anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em một tối ngủ bình an. Amen. Cảm ơn ban nghi lễ. You rock. Cảm ơn ban nghi lễ. Cảm ơn các anh chị trong ban phục vụ. Thank you. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn MC. Cảm ơn ban nhạc. Ca sĩ Thiên Tôn và Lâm Anh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha. Thank you.